Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em và các bạn là cách làm ra một chiếc xe nâng như thế nào. Các bạn nhé, các bạn theo dõi video nhé. Đây là máy đang bẻ khung xe nâng hàng anh em ạ. Cái máy uốn tiếp này mình bẻ được cả khung xe rùa luôn anh em. Đây anh em, rất là nhiều xe nâng hàng anh em ạ, có 3 loại to, nhỏ và trung anh em.
với hàn những cái thanh đố này để cho tăng cứng cái khung anh em ạ. Hai cái đố ngang và một cái đố dọc này để nó tăng cứng đấy. Thank you.
Đây anh em mình bây giờ mình lắp hai cái bánh xe vào là xong anh em ạ. Hai bánh xe này. Bánh này của mình là bánh đặc nhé, cho nên chịu tải rất là tốt luôn. Bánh đặc này là bánh đắt tiền. Bánh loại bánh tiền, bánh chịu luôn. Dặm chất hơn đấy. Bánh đắc này thì anh em về anh em chưa hàng thoải mái không sợ. Còn lấy cái búa ở đây Dũng. Chịu tải tốt. La răng của nó bằng gang. Thế này của mình có thể là chưa nâng được tầm độ 3-4 tạ anh em ạ. Trong xưởng chiếc mà anh em dùng xe này tiện là người học là đi chuyển hàng như thế người trên ô tô vào trong ngõ nhỏ phố nhỏ mà không ô tô không vào ngõ được là anh em dùng cái này tiện lắm. Rồi. Đây. Đây là xong một cái xe này nha. Đây anh em, một bao hàng tầm 450 cân đây anh em. Với đây này là dù này, nó tiện lắm. Thế anh em nào có nhu cầu mua xe nâng thì cứ alo cho mình nhé. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nhé, chào anh em nhé.